Việt Nam đứng thứ ba trong khu vực và đứng đầu trong số các thị trường mới nổi khi đưa ra biểu giá điện tốt để thu hút đầu tư vào điện gió và điện mặt trời. Trang enginevoice.com dẫn kết quả nghiên cứu mới nhất của IHS Markit Anh cho thấy Australia, Nhật Bản và Việt Nam đang dẫn đầu trong lĩnh vực chuyển đổi sang năng lượng tái tạo ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo chỉ số bổ sung năng lượng tái tạo của IHS, mạng lưới phát triển năng lượng tái tạo đã tăng vọt ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Khoảng 1/3 số dự án năng lượng được xây dựng, khoảng 80 GW, để sản xuất điện gió và điện mặt trời, thủy điện và các loại năng lượng tái tạo khác ở 16 thị trường trọng điểm trong khu vực. Australia đứng đầu chỉ số với 89% công suất đang được xây dựng là điện gió, điện mặt trời hoặc điện sinh khối, xếp thứ hai là Nhật Bản, Việt Nam đứng thứ ba, tiếp theo là Hàn Quốc xếp thứ tư. Phó Chủ tịch phụ trách năng lượng tái tạo và điện toàn cầu tại IHS, Markit Sizuchow nhận xét, bảng xếp hạng của IHS cho thấy mức thu nhập không phải là yếu tố duy nhất quyết định mức độ sẵn sàng theo đuổi năng lượng sạch của một nước. Năng lượng tái tạo không còn là điều xa xỉ của các nước giàu vì chi phí sẽ tiếp tục giảm. Hiện Trung Quốc vẫn là thị trường năng lượng tái tạo lớn nhất, chiếm 58% năng lượng điện gió và 33% số dự án năng lượng điện mặt trời vẫn đang được xây dựng. Tuy nhiên, Trung Quốc chỉ đứng thứ 8 vì mạng lưới phát triển điện đốt than và đốt khí rộng lớn. Chính phủ nhiều nước trong khu vực đã công bố tham vọng năng lượng sạch, trong khi một số chính phủ khác, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, thậm chí cam kết mục tiêu trung hòa khí phát thải.